Chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 2 trong cái khóa học thiết lập firewall ASA. Thì để làm các bạn làm tiếp cái bài số 2 này thì các bạn lưu ý là các cái thông số ở cái bài số 1 các bạn đã thực hiện xong. Ở bài số 1 thì các bạn sẽ quan tâm các việc là gì? Các bạn gán cho cái cổng quản lý của thiết bị cái địa chỉ IP. Các bạn thiết lập cái giao diện điều khiển ASDM. Và qua đó thì các bạn sẽ có thể điều khiển nó ở trên cái giao diện web. Rồi thì ở đây thì mình sẽ làm lại cho các bạn xem một cách gọi là ngắn gọn các cái thứ các bạn cần làm ở trong cái bài số 1 của mình. Đầu tiên là các bạn sẽ đi vào ở bên trong cái firewall. Các bạn sẽ gán cái domain. Các bạn đặt cái username và password cho cái bài của mình. Ví dụ đây mình cho password như vậy. Các bạn tạo ra cái cặp key dùng để SSH. Các bạn gán cái địa chỉ IP vô bên trong cái cổng management. Sau đó là các bạn sẽ thiết lập cái SSH. Từ sau khi mà các bạn đã thiết lập được cái SSH rồi á, thì các thao tác cấu hình của các bạn nó sẽ dễ dàng hơn. Nếu như các bạn có cái file hướng dẫn của mình ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện lại cho các bạn xem. Mình đi vào trong con firewall của mình đây. Đó. Thì các bạn enable ha. Sau đó các bạn configure terminal. Rồi, vào trong cổng là management. Rồi, các bạn cho IP. Đây mình cho là 56.253. Rồi, các bạn cho IP nó vô. Rồi, các bạn nó sẽ đào lên. Tên cổng ở đây mình sẽ cho nó là management. Rồi, security level là 100. Cổng này các bạn dùng để quản lý thôi. Rồi, exit. Mình gán cái host name. Rồi, gán cái domain name. Các thao tác này các bạn có thể làm trước hoặc làm sau thì nó không có quan trọng lắm mà. Miễn sao ở thời điểm mà các bạn thử nghiệm kết nối á, thì nó có đủ được tất cả các yếu tố là được. Rồi, mình tạo ra cặp key, crypto key, generate RSA, general key. Mình cho cái chiều dài key là 4096. Rồi, yes ha. Để mà các bạn có thể SSH vô á thì mình sẽ quy định là cho phép kết nối SSH từ cái đường mạng này. Ở cái cổng là management. Thì do là ở trong cái ở thời điểm hiện tại á, thì khi mà các bạn thiết lập SSH á, thì các bạn nên để thêm một câu lệnh là SSH key exchange, các bạn sử dụng cái diffie-hellman với cái group 14 thì nó mới gọi là mang đúng đắn được về cái tính về bảo mật. Còn nếu như các bạn để mặc định nó để group 2 thôi á, thì nếu như các bạn sử dụng những chương trình SSH clan cũ á, ví dụ như Bluetooth thì nó sẽ cảnh báo cho các bạn là cái key của bạn đang dùng group 2. Thì nó sẽ thỉnh thoảng thì nếu các bạn xài đồ quá cũ á, thì không nó sẽ không đồ mới quá thì nó sẽ không cho các bạn kết nối vô bên trong thiết bị của mình. Thì lúc này mình sẽ chỉnh cái này lại một chút. ASH các bạn dùng key chain. Các bạn ghi group ha. Group thì các bạn ghi là Diffie-Hellman này. Group 14 này ha. Rồi SHA1. Rồi mình lưu cấu hình lại cái. Bạn cấu hình là 3A, cơ chế 3A authentication cho dịch vụ SSH, xác thực thật cho đường console và dùng username password trong nội bộ thiết bị thì các bạn dùng cái chữ local. Rồi, các bạn lưu cấu hình lại. Ở đây thì mình sẽ thử mở cái CMD của cái máy tính mình lên, mình bình thử một cái xem sao. 192.168.56.253. Rồi, các bạn chờ nó một chút.
Thì cái cổng management thì nó sẽ tương ứng là cái cổng đầu tiên nè, mình đang để cho nó vô kết nối đúng luôn là VNF1 host only. Rồi, để cho đúng cổng này. Rồi, mình kiểm tra lại cũng hơn một chút, mà dùng con lệnh show interface IP brief ha. À, đang là 56.253. Cái cổng VNF1 của mình á, thì nó phải thuộc cái đường mạng là 56. Và tuy nhiên thì bạn thấy là trên cái máy của mình này đường mạng này sai rồi nè, mình sẽ change setting này lại. VNF1 mình cho là đường mạng là số 56. Mình bỏ luôn tính năng cấp DHCP trên đường mạng này. Rồi, mình apply. Rồi, ok. Thật sự thì cái vấn đề ở đây thì các bạn có thể dùng bất kỳ đường mạng nào theo ý thức của mọi người thôi. Nhưng các bạn chỉ cần nhớ là miễn sao là cái IP này nó được chung đường mạng với cái cổng mà các bạn điều khiển thì nó sẽ là các bạn làm đúng mà. Rồi, bạn thấy đây giờ mình được bình đường rồi ha. Rồi, giờ mình tạo kết nối SH vô. Rồi, mình mở cái chung chùm booty lên. Rồi, mình load lên ha. Open. Rồi, yes ha. Rồi, username là admin. À, password. Thì đến đây các bạn đã vào được bên trong cái giao diện dòng lệnh của cái con firewall ASA. Các bạn enable vô. Thì ở trên cái giao diện SH này thì nó sẽ giúp cho mình là các thao tác về là mình thiết lập cũng như mình cấu hình, thì mọi chuyện của nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì bây giờ để mà mình vào bên trong mình điều khiển bằng cái giao diện của ASDM thì các bạn cũng configure terminal ha. Thì tại vị trí này á thì mình sẽ bật cái tính năng web server lên. Rồi, mình cho phép điều khiển kích hoạt này, cho phép điều khiển thông qua giao thức web từ cái đường mạng là 192.168.56.0 ở cổng management. Chỉnh cho phép là SL của mình nó chạy các thuật toán này. Rồi, hiện tại đây mình lưu lại cái file cấu hình một chút. Cái đây các bạn hãy dùng lệnh dflat ha, để các bạn nhìn. Thì ở trong cái con firewall này của mình á, thì đang sử dụng cái AnyConnect là phiên bản 3 chấm và cái ASDM á, thì thật sự nó cũng là phiên bản cũ thôi. Thì bây giờ thì các bạn sẽ làm cái việc là mở cái chương trình TFTP lên. Rồi các bạn nhớ chỉnh lại ở trong cái cổng 56.1 nè. Các bạn lưu ý là cái chương trình TFTP này các bạn đã mở lên nó với nguồn admin ha. Rồi, cho nó chạy 56.1. Ở đây mình dùng câu lệnh là copy TFTP và flat ha. Copy từ cái nguồn là giao thức TFTP đích đến là cái flat của thiết bị. Remote host chính là cái IP của TFTP server. Đây là 56.1. Source file name. Source file name thì các bạn sẽ chỉnh lại cái này. Nó là cái chương trình ASDM ở phiên bản 7.6 này. Rồi mình để cái file này vô luôn. Rồi đuôi là .bin. Rồi enter. Lúc này các bạn sẽ đang upload cái ASDM ở phiên bản 7.6. Các bạn đẩy lên con firewall Cisco ASA. Thì trong thời gian chờ này á thì mình sẽ đi lấy luôn cái sụt của cái chương trình AnyConnect. Thì AnyConnect thì chẳng qua là chương trình các bạn sẽ sử dụng ở trong các cái phiên bản là để các bạn chạy cái VPN. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái chương trình AnyConnect ha, ở cái phiên bản gọi là 4.2. Ở 4.2 thì các bạn lưu ý là khi những cái file mà các bạn copy nó vô ở bên trong cái firewall Cisco ASA thì cái đuôi của nó sẽ đuôi .bkg đây nè. Mình sẽ copy cái file này ha, đi về cái máy tính của mình.
Thì các bạn nhớ là để mà mình có thể truyền được cái file này vào á, thì cái file này các bạn sẽ phải copy nó vào bên trong cái vị trí cái folder là OC, OC program file, folder là TSTP. Rồi mình sẽ bác mình để trong đây. Ở trên cái màn hình đó, thì các bạn thấy là cái chương trình SDM mình đã được copy xong. Thì các bạn có thể đi flat hay chấm, các bạn nhìn để các bạn kiểm tra, thì các bạn sẽ thấy là nó có cái dòng này nè. Rồi giờ để kích hoạt lên á, thì các bạn dùng câu lệnh là SDM image rồi flat hai chấm xẹt vô trong cái folder cái file này. Rồi, mình ghi cấu hình lại. Như vậy là kể từ cái lần sau thiết bị mình nó khởi động lại thì nó sẽ sử dụng cái SDM này. Riêng cái chương trình AnyConnect của mình ở đây thì phiên bản của nó hơi cũ ha, thì các bạn có thể xóa đi luôn. Nên mình sẽ to thì mình xóa nè ha. Rồi, các bạn dùng để delete, delete. Flat ha. Rồi, các bạn xẹt đúng cái tên file này ra. Rồi, các bạn xóa xong rồi các bạn hãy đi flat hai chấm lại, các bạn nhìn một lần. Rồi, các bạn thấy nó mất rồi. Bây giờ mình làm lại cái thao tác là copy lên lại, copy từ cái TFTP, các bạn lại lên flat. Remote host vẫn là cái IP của TFTP server. Source file name của chương trình AnyConnect ha, nó sẽ là tên này. Rồi, các bạn F2 các bạn lấy cái tên đi. Rồi, đuôi là chấm BKG. Rồi copy lại. Rồi, đã copy xong thì các bạn đi flash hai chấm lại, các bạn nhìn. À, các bạn thấy lúc này nó có chương trình AnyConnect ở phiên bản là 4.2. Ở đây thì chúng ta sẽ thử nghiệm là cho nó mở cái chương trình trình duyệt web lên. Rồi các bạn gõ là https hai chấm sẹt sẹt cái IP là 56.253. Rồi ở đây các bạn advance ha, add exception, confirm. Thì ở đây các bạn thấy nó ra cho mình là cái giao diện của cái chương trình là SQL ASDM. Thì các bạn sẽ click vô cái install ASDM launcher ở đây. Rồi nó hỏi mình username password ha, các bạn nhập vô username password. Rồi, các bạn save file này về. Sau đó các bạn cài đặt cái ASDM này ha vô bên trong cái máy tính của mình. Rồi, ở đây các bạn click Next tiếp tục. Next ha. Rồi các bạn mở cái giao diện của chương trình ASDM lên, nhập vô cái địa chỉ IP là 192.168.56.253. Rồi username ha và cái password để các bạn kết nối. Thì lúc này các bạn sẽ vào được trong cái giao diện web hoạt động trên cái nền Java để các bạn quản lý cái thiết bị của mình ở trên cái giao diện đồ họa. Thì khi mà các bạn sử dụng cái ASDM á thì nó sẽ giúp cho mình một số cái tính năng cấu hình các bài phức tạp thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Tuy nhiên có một số điểm mình lưu ý như sau. Các bạn vào trong phần tool và cái phần reference đi đây. Thì nó có một cái dấu check là gì? Review command before sending nè, mà check vô cái này. Tức nghĩa là các bạn sử dụng cái chương trình ASDM để các bạn thiết lập một vấn đề gì đó thì trước khi mà các bạn apply, các bạn ok á, thì nó sẽ sinh ra cho các bạn các cái mã và cái dòng lệnh các bạn nạp ở trên cái thiết bị, thì các bạn có thể review lại cũng như hoặc là lấy những cái dòng lệnh nó ra các bạn để dành để mà mình sử dụng trong các bài cấu hình sau. Rồi ở đây mình ok. Để mà các bạn cấu hình thì các bạn sẽ vô trong cái tab, cái chữ tab configuration như đây. Bao gồm các mục là device setup nè, firewall, remote access, how to site ha, thì các bạn sẽ chọn nó ở trong cái phần này để các bạn cấu hình tương tự. Rồi thì đến đây thì coi như là mình review lại cho các bạn xong ở cái bài số 1 là các bạn cấu hình cái ASDM. Các bạn cấu hình ESH, các bạn cấu hình HTTP để các bạn có thể điều khiển được firewall từ xa.
Bây giờ tiếp tục với cái bài số 2 á, thì để mà các bạn làm cái thao tác là thiết lập một sơ đồ firewall, thì đầu tiên thì các bạn suy nghĩ về cái vấn đề về các dây kết nối của nó. Ở đây các bạn thấy mình có một con firewall là nó là một cái máy ảo. Bây giờ làm sao để mà mình thiết lập cho một cái máy tính Windows ở đây nó nằm giống như là một cái máy tính thuộc cái vùng mạng nội bộ, cái vùng mạng internal, vùng mạng inside ở phía sau firewall này. Thì thật sự chỗ này nó có nhiều cách làm. Các bạn có thể sử dụng cái phương án là ví dụ như ở đây mình có cạc mạng số 2, mình chọn cái tính năng là host only ha. Các bạn nối thêm một cái VNet 2, các bạn nối vào bên trong cái máy tính giống như vậy. Sau đó các bạn cũng đi qua ở bên trong cái máy Windows 7, các bạn nếu có các bạn cũng nối nó vào bên trong cái VM, cũng chọn custom, các bạn nối vào trong cái VNet 2. Tuy nhiên thì cái phương án này nó có một điểm không hay là các bạn sẽ phải tạo ra nhiều cạc mạng lắm. Thì lúc này trong cái bài thực hành này mình sẽ sử dụng cái tính năng là LAN segment ở trong cái chương trình VMware. Thì lúc này thì mình sẽ chọn như chỗ đây ha, các bạn chọn xuống cái phần LAN segment ở trong cái phần quản lý cạc mạng của máy tính nè. Rồi các bạn click vô LAN segment ở đây. Ở đây thì trong cái máy của mình ở đây thì mình đã tạo rồi, bây giờ mình sẽ xóa đi. Giả sử mình xóa đi hết đi. Rồi. Ok ha. Các bạn tạo một cái LAN segment tên là inside. Rồi. Ứng với cái vùng mạng nội bộ. Lúc này bạn hãy có inside. Giờ bạn chói cạc số này nè, nói xuống vùng inside. Các bạn ok. Khi mà mình chọn xuống cái LAN segment là inside dưới đây á, thì bạn thấy cạc này nè, chọn xuống là LAN segment. Các bạn nhớ để ý là nếu như nó có sự cố gì xảy ra đó, thì các bạn nhớ để ý ở trên cái khu vực là device status nè, các bạn nhớ check vô chỗ connect. Ở cái máy Windows 7 của mình, cái máy Windows 7 mình ở đây nó đóng vai trò là một cái máy trong mạng nội bộ. Thì các bạn sẽ cũng cho nó vô cái LAN segment là này đây, nó có LAN segment đây là inside. Này là segment inside này luôn. Các bạn ok. Như vậy là cái máy Windows 7 của mình ở đây ha, đang nằm dưới cái con firewall SQL ADAP. Bây giờ nếu như các bạn tiếp tục là các bạn làm cái thao tác là các bạn cấu hình gán cái địa chỉ IP ở cho cái gán cái địa chỉ IP ở cho cái vùng inside á. Rồi. Thì cái việc thao tác các bạn gán cái địa chỉ IP cho cái vùng inside á thì cũng giống như là thao tác các bạn mình là làm bình thường ở trên cái thiết bị là cái router thôi. Thì tuy nhiên khi mà các bạn gán ở trong firewall SQL ADAP thì có một điểm, số điểm khác biệt các bạn phải nhớ. Thứ nhất là các bạn phải gán cho nó tên cổng. Thứ hai là các bạn sẽ phải gán cho nó cái số security level. Số security level càng cao, số security level càng cao thì cái tên cổng của nó, cái giá trị của nó là nó tương ứng với cái vùng gọi là càng bảo mật. Thì số security level này các bạn có thể gán được nó từ từ 0 cho đến số 100. Vùng 100 nó là cái vùng bảo mật nhất. Vùng 100 thì đa phần này các bạn sẽ gán cho nó gọi là tương ứng nó với cái vùng là vùng mạng nội bộ của vùng inside. Vùng 0 thì các bạn sẽ gán cho nó tương ứng với cái vùng outside, dùng để kết nối ra ngoài internet. Thì bây giờ trong cái vùng inside nè, mình sẽ quyết định là gán cho nó cái địa chỉ IP là 192.168.100.253. Rồi. Các thao tác các bạn làm sẽ như sau ha. Các bạn cứ tạo kết nối SH lại vào trong thiết bị. Rồi, mà mình cho đây là 1 2 3. Rồi, các bạn enable ha. Password.
bạn gọi interface giga 0.0. Bạn cho IP 192.168.100.253. Rồi subnet mask. Name if thì mình sẽ cho là inside. Thì các bạn thấy là khi các bạn gọi chữ inside á thì mặc định cái con firewall nó sẽ gán cho bạn security level là 100. Mà nếu như các bạn cẩn thận thì các bạn cứ gán vô luôn. Security level là 100. Rồi, mình sẽ no shutdown, mình bật nó lên. Rồi, exit. Thì các lệnh mà các bạn làm á, thì nó sẽ được nạp vào trong thiết bị ha. Các bạn thấy là ở trong cái chương trình ASDM của mình á, nó cũng xuất hiện cái cảnh báo cho mình thấy là nó có gì đã thay đổi. Thì các bạn thấy là bây giờ là cái cổng giga 0.0 của mình đây nè, nó đã có cho mình là cái IP nè. Rồi, ví dụ như các bạn không thích thì các bạn hãy vô trong cái giao diện ASDM các bạn gán cũng được. Bây giờ ở cổng giga 0.1, giả sử như ở đây mình sẽ edit nó lại ha. Cho name if nó là DMZ, security level mình cho là 50, kích hoạt cái cổng này lên, mình cho nó IP là 192.168.255.253, rồi subnet mask nó là SEC24 ha. Rồi các bạn ok. Đó, thì các bạn thấy là đây là các bạn tạo ra cái vùng DMZ nè, các bạn apply. Các bạn thấy là do hồi nãy là mình có chỉnh cái việc là gì, review lại cái những cái command line lúc mà do cái chương trình ASDM nó tạo ra đó, thì nó có xuất ra cho các bạn những dòng này nè. Đây chính là những cái dòng mà nó sẽ nạp xuống trong thiết bị của mình ha. Rồi các bạn xem thôi, để tùy mỗi người thôi ha. Thì các bạn có thể chọn cái phương án là đồ họa hoặc là phương án dòng lệnh tùy theo setup của mình. Thì ở đây mình đã tạo ra trong cái vùng DMZ thì mình chưa có tạo cái lan sắc mân này cho bay hết, thì tương tự mình sẽ tạo. Các bạn sẽ chọn xuống setting ha, chọn xuống cái cổng giga network 0.1 đây á, tương ứng với network adapter số 3. Các bạn chọn xuống lan sắc mân nè, chọn cái lan sắc mân, các bạn add vô cái vùng DMZ. Vùng này để các bạn đặt các public server. Rồi, chọn xuống lan sắc mân là DMZ. Mình ok. Ở trong cái máy mình đang làm bài thực hành ở đây thì nó có một số cái máy, ví dụ là máy đóng vai trò là web server đi. Đó, thì cái máy này á, nó các bạn muốn nó nối phía dưới thì các bạn cũng chọn vô cái lan sắc mân là DMZ ha. Đó. Tuy nhiên để các bạn đừng nên mở lên cho cái máy mà nó nhẹ. Bây giờ chuyển qua cái việc là thiết lập cho cái vùng outside. Cái vùng outside thì sẽ là cái vùng dùng để kết nối ra internet. Thì ở trong cái con firewall của mình á, thì cái cổng giga 0.8 tương ứng với network adapter số 10 của mình, mình sẽ chọn là cái cổng dùng để kết nối ra internet. Thì lúc này mình sẽ để cho nó cái dạng kết nối là bridge nè. Bridge tương là sẽ kết nối vào cái cạc thật trong cái máy tính của mình. Thì trong cái máy mà mình đang điều khiển ở đây á, thì hiện thời cái cạc vật lý của nó thì nó chỉ có một cạc thôi, là cái cạc có dây. Tuy nhiên nếu như các bạn là sử dụng những cái máy trên môi trường laptop á, nó có vừa cạc wifi và cạc có dây, thì các bạn để ý tính năng bridge này và nên chọn bridge vào một cái cạc mạng cố định. Thì cái thao tác các bạn gán, nếu như các bạn gán IP tỉnh na ná giống như vậy thì nó vẫn giống như ở cái bài phía trên. Thì nếu như các bạn gán IP trong vùng outside dùng để kết nối internet á, và các bạn chọn phương án là gán tỉnh á, thì ngoài cái việc là các bạn gán IP thì các bạn còn lưu ý là nó còn liên quan thêm một phần nữa là phần về định tuyến. Bởi vì các bạn gán IP không thôi mà nếu như mà thiết bị của bạn không có dòng định tuyến á, thì nó cũng sẽ không thể nào kết nối được các cái địa chỉ IP khác đường mạng. Thì khi mà các bạn định tuyến ở trong firewall ASA, trong ngữ cảnh là mình đang nói đây là định tuyến tỉnh đó, thì cái câu lệnh route này nè, thì các bạn sẽ phải xác định route ở cái vùng nào, vùng inside, vùng outside hay là trong cái vùng DMZ. Các bạn phải xác định rõ.
Còn cái cú pháp phía sau chỗ này đi, đây là địa chỉ đường mạng, đây là số subnet mask, đây là địa chỉ IP của con router kế cận. Thì các cái logic các bạn suy nghĩ thì nó vẫn giống như trong lúc các bạn các bài mà các bạn đã làm ở trong cái firewall của anh Cisco, router của Cisco. Tuy nhiên ở đây mình sẽ sử dụng một phương án là phương án số 2, là mình sẽ đi sync, thiết lập đi sync địa chỉ IP động. Thì mình sẽ đi vào trong dòng lệnh và interface giga 0.8 để sync IP động, thì các bạn dùng câu lệnh là IP address DHCP. Thì tại vị trí này mình sẽ đưa thêm cái từ khóa nữa là set round. Set round tức nghĩa là nó sẽ tự động set luôn cho các bạn một cái dòng định tuyến tĩnh mặc định luôn, tương ứng với cái thông số là option số 3 do cái nhà mạng cấp xuống cho router, cho firewall của mình. Rồi, cho nên các bạn gõ name if nó ha, mình cho là outside. Khi bạn gắn outside thì mặc định nó cho bạn là security level mặc định là bằng 0 ha. Này, mình no shutdown để mở lên cho nó chạy. Sau khi gõ xong ở đây thì mình có thể show interface IP brief lại. Thì các bạn thấy là ở đây thì router đường mạng phía trước con firewall Cisco ADA mình đây đã cấp xuống cho mình có địa chỉ IP là 192.168.1.215. Rồi, sau đó thì mình sẽ ok, đây này mình sẽ show route ở đây thì các bạn thấy nó có một cái dòng định tuyến tĩnh. Thì ở đây mình sẽ thử, mình bin Google bin 88 à, thì các bạn thấy là mình có thể kết nối ra cái địa chỉ IP 88 nè, bên ngoài mạng internet. Thì đến đây thì mình hầu như là mình đã cấu hình xong cho các bạn các thông số cơ bản ha, để các bạn thiết lập cho một cái sơ đồ mạng bao gồm 3 interface, một interface dùng để kết nối vô mạng nội bộ, một interface dùng để kết nối vô vùng DMZ để các bạn đặt public server, và một interface để mà mình có thể kết nối ra môi trường mạng internet thật. Thì tại vị trí của firewall á, các bạn có thể dùng lệnh show name interface thì nó sẽ liệt kê cho các bạn xem là mình đã kích hoạt bao nhiêu cổng, tên của từng cổng nó là như thế nào. Rồi, hôm nay mình sẽ kết thúc cái bài video ở phần số 2 này ha. Chào các bạn.